Vườn Quốc gia Hoàng Liên được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 2002 theo quyết định 90 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sapa. Vườn hiện đang quản lý bảo vệ gần 28.500 hectare rừng và đất rừng đặc dụng. Vườn đã xác lập danh mục 2.847 loài thực vật, trong đó có 150 loài nguy cấp quý hiếm, gần 800 loài có giá trị dược liệu. Thống kê được 555 loài động vật có xương sống trên cạn, trong đó có 60 loài nguy cấp quý hiếm. 20 năm qua, vườn đã cứu hộ, tái thả vào tự nhiên hàng trăm cá thể động vật hoang dã quý hiếm. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được quan tâm đẩy mạnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh yêu cầu Vườn Quốc gia Hoàng Liên phát huy truyền thống, xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng xâm hại rừng, đất rừng trái pháp luật, tăng cường hợp tác, nghiên cứu khoa học, phát triển các mô hình sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực vùng lõi. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổng cục Trưởng Tổng cục Lâm nghiệp khen thưởng.